Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của gió đông ẩm dưới tầng thấp và vùng hội tụ gió trên cao, trong đêm nay và ngày mai Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây cả ngày. Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù rải rác. Riêng ở khu vực vùng núi phía Bắc vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Do trời nhiều mây âm u lại cộng thêm với hơi lạnh ở phía Bắc thổi xuống, nên nền nhiệt trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ giảm nhẹ. Thấp nhất ban đêm phổ biến từ 19 đến 22 độ. Riêng khu vực vùng núi thì nhiệt độ thấp hơn. Còn nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực sẽ dao động từ 24 đến 26 độ. Vùng hội tụ gió trên cao không tác động xuống đến miền Trung, nhưng không khí lạnh tăng cường lại có tác động. Nó làm gia tăng lượng ẩm đến khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi. Vì thế, trong đêm nay và sáng mai, các vùng này sẽ có mưa trở lại. Lượng mưa thì không lớn, chỉ từ 3 đến 5mm. Trong ngày mai, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn nhiều mây cả ngày. Nhiệt độ trong ngày vì thế không tăng cao, phổ biến từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, chiều mai trời vẫn có nắng, nhiệt độ vì thế cao hơn, dao động từ 29 đến 30 độ. Vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của khối khí lạnh nên ở đây có nắng từ sớm và duy trì suốt cả ngày. Nhiệt độ trưa chiều cao sẽ phổ biến từ 31 đến 32 độ. Lùi xuống phía Nam, trong đêm nay và ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chưa có bất kỳ hình thế thời tiết xấu nào tác động, nên thời tiết sẽ khá ổn định, không mưa, ngày nắng ráo. Chỉ lưu ý là ở các tỉnh miền Đông của Nam Bộ sẽ bắt đầu xuất hiện những điểm nóng trên 34 độ, như tại Đồng Phú, Thủ Dầu Một và Biên Hòa. Trong khi đó, các khu vực khác cũng như các tỉnh miền Tây Nam Bộ nhiệt độ thấp hơn, phổ biến ở mức dưới 33 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 28 đến 31 độ. Trên biển, do không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay và ngày mai, gió trên các vùng biển sẽ có xu hướng mạnh hơn. Cụ thể, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc đến đông yếu ở khoảng cấp 3 đến cấp 4, nên sóng dao động từ 0,5 đến 1,5 mét, biển không động. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi nhưng sáng sớm vẫn có sương mù, làm tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày